bạn là quý khách hàng tại nhà Vincom Riverside. Chung cư hiện tại thì là các tòa B và tòa C thì đã bàn giao cho khách hàng và ở. Tòa A đang trong quá trình hoàn thiện, đang bán và cho thuê. Cơ cấu của tòa nhà có tầng hầm, làm văn phòng cảnh nghi ra vào khu cấp cứu tiêm vaccine quầy thuốc của bệnh viện Phương Đông và ngân hàng. Tầng xe cũng có tầng 2, 3, 4, tầng 5, 6 thì sử dụng cho nhà hàng, tầng 7 cho nhà hàng, cà phê, trong nhà là tám là nhà hàng dưới, tự là các tầng trên nữa dùng cho hệ thống văn phòng thuê, ngân hàng và phòng khám của bệnh viện đa khoa Phương Đông và văn phòng của chủ đầu tư Vincom. Tại ở dự án này để rất thuận lợi cho việc đi lại đi sân bay và khu vực quận Đông Thành, gần trung tâm tài chính Nhân Trạch, gần công viên Trung Quy. Hệ thống thang máy của tòa A này gồm có 12 thang máy tốc độ cao, trọng tải từ 1.000 đến 1.350 kg, tốc độ 4 mét trên giây, có điều áp phục vụ phòng cháy chữa cháy. Các hệ thống mạng, điện thoại và internet, camera giám sát, tấm âm thanh cộng, tấm chiếu sáng và các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại và hệ thống hoàn thiện mặt ngoài bằng kính cao cấp, hệ thống xe kích lớn, hệ thống phòng họp hội thảo chứa khoảng 150 người, rất là gần các khu liên cơ quan công sở thuộc bộ quản lý nhà nước. Nói trước là gồm có 39 tầng của tòa A này, một tầng hầm. Phí gửi xe ở tòa nhà sẽ là 60.000 đồng một xe một tháng, xe máy, ô tô là 1.200.000 đồng một tháng. Điện nước thì là điện là 4.000 đồng một số. Phí dịch vụ là 20.000 đồng một tháng, theo quy định. Thời gian hoạt động từ 7 giờ sáng đến 8 giờ ngày trong tuần. Bán ra mặt bằng cho khách hàng.